Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó sẽ có khoảng 100.000 người gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố được hỗ trợ trong đợt này. Trước mắt thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 3 nhóm đối tượng khó khăn gồm nhóm người có công và đối tượng xã hội 56.000 người, nhóm người lao động khoảng 33.000 người và hộ kinh doanh chợ đêm 256 hộ. Đối với nhóm người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ mức 1 triệu đồng một người một lần. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 500.000 đồng một người một lần. Đối với nhóm người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thuộc các lĩnh vực giáo dục, vận tải, du lịch và một số lĩnh vực khác bao gồm giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ, tuyên viên phục vụ tàu du lịch, lái xe, phụ xe, cùng 12 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố, lái xe, phụ xe các tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi hoạt động, đơn vị lữ hành, lái xe, phục vụ vận chuyển du lịch, làm việc ở các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các địa kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm, các tóc, bán vé số, dọn vệ sinh, giúp việc gia đình sẽ được hỗ trợ mức 1 triệu 500 ngàn đồng một người một lần. Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ mức 3 triệu 710 ngàn đồng một người một lần. Đối với nhóm hộ kinh doanh tại các chợ đêm, mức hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ một lần.